Hôm nay là sau 5 ngày tôi phun thì đây, cỏ đã chết vàng hết gốc. Mà trong khi đó thì là cái thuốc phượng hoàng lửa này là nó sẽ không ảnh hưởng tới cây trồng, mà cũng không ảnh hưởng tới đất. Đây bà con xem, tôi phun mà lá cây vẫn xanh, cây vẫn tốt và không ảnh hưởng gì tới cây. Hôm đấy là tôi phun thì là phun được một hôm thôi, nhưng mà mưa 3 ngày mà đây nó vẫn chết này. Đây bà con thấy, như cái cỏ Thái Lai này là một loại giống cỏ cực kỳ là khó, nhiều loại thuốc thì phải bó tay với nó. Nó như cây mía vậy bà con ạ. Phun nhá, vàng hết thì nó sẽ chết hết. Nếu bà con phun mà những cái mắt này của nó vẫn còn xanh thì nó lại trồi lên và sẽ nó mọc lại hoàn toàn. Nhưng từ khi là tôi dùng cái phượng hoàng lửa này tôi phun là tôi thấy kiểm chứng là cực kỳ tốt, bởi vì tôi thấy chỗ nào ngả vàng. Đấy, hầu như là vàng hết, không có chỗ nào mà màu xanh. Riêng cái dòng phượng hoàng lửa này bà con mà phun mà như tôi đã kiểm định rồi thì phun thoải mái, trong vòng 2 tháng thì cỏ sẽ không bao giờ mọc lại nữa. Cái loại cỏ Thái Lai đã cứng đầu như thế này rồi mà phượng hoàng nó còn đánh chết như thế thì những cái loại cỏ kia thì sẽ không là vấn đề gì với cả phượng hoàng lửa này cả. Thế nên bà con cứ yên tâm mà dùng, tôi đã dùng. Là hôm nay cô phun là ngày mai đã thấy nó vàng vàng, ngày kia là nó ngả hết ra rồi. 4 đến 5 ngày là cỏ nó cháy như thế này, tầm 1 tuần là cỏ nó chết, chết từ gốc lên đấy. Lúc phun là không bị hay bị sốc, không có mùi như nhiều loại khác thì nó rất là có mùi, nó lồng lạc lên. Cô thấy rất ưng cái loại này. Yên tâm nhất là cái sản phẩm này là được Bộ Nông nghiệp cấp giấy chứng nhận sản phẩm ăn sinh học này là rất an toàn và hiệu quả. Xin chào tất cả bà con, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bà con cách pha thuốc diệt cỏ phượng hoàng lửa. Thì đối với bình 20 lít như thế này thì một chai bà con có thể pha được cho là 10 bình. Và bây giờ thì mình sẽ đổ nước vào bình trước. Đây là lắp đong, với mỗi lắp đong như thế này là 50ml. Bây giờ mở chai thuốc này, bóc màng siêu ra này. Với màu thuốc ở bên trong chai thì là màu đỏ. Thì với một bình 20 lít quý bà con sẽ cho 2 nắp này